Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Hoàng sẽ đi quay cảnh cảnh đầm sen ở khu chùa Quan Âm của thành phố Đà Nẵng. Đây là một hồ sen rất đẹp, nằm dưới chân núi ngay sát cạnh chùa Quan Âm. Đây đấy, đó. Những bông sen đang đua nhau nở rất đẹp, nhiều cánh sen nha mọi người. Đó, hoa đang nở rất tươi, mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp hồ sen. Đấy, vào mùa này sen nở rất nhiều, cảnh quan đây rất là hữu tình. Dưới sen thì có cá rất nhiều nha mọi người, ở đây cá người ta đi chùa họ thả nhiều lắm. Đấy, xung quanh hồ sen là những tảng đá được kết với nhau tạo nên những mảng đá bao bọc bờ hồ của bao sen. Đó, thế những hòn đá là những cây cảnh đã bám vào những ngọn núi. Đấy, rễ nó tốt tiết xuống nhìn rất đẹp mọi người, giống như một nón bồ mini thu nhỏ. Đây, quanh hồ sen là những tảng đá đấy, quanh nó lúc chúc là những cây hoa hoa cỏ chen chúc nhau nó mọc lên rất tươi tốt. Nó tên tảng đá cái gì tấm ha ta, tảng đá lớn nó gọi là núi nhỏ đấy, núi nằm bên hồ đấy. Có những hang động nhỏ, có những con ếch và những con thằng lăng đồ nó chui vào đó, nó sống tắc kè nó chui vào đó. Rồi đây đây, đây trên tên bờ là những tảng đá rất lớn, người ta xếp để tạo thành lớp bảo vệ xung quanh hồ sen. Đó đó là cảnh chùa Quan Âm đã được thi công, sắp sự kiện cuối năm sẽ đưa vào hoàn thiện tất cả các mảng. Đó, xung quanh hồ sen đây mùa này búp búp nó lên rất nhiều, túa tụa ra ở cạnh bao sen. Mình cảm nhận được một cái không khí nó rất là hòa quyện vào thiên nhiên đấy, từ những ngọn gió hiu hiu kết hợp với những hương sen ngào ngạt đang đang xen tỏa ngạt vào nhau, làm cho không khí ở đây nó rất dễ chịu thanh tịnh. Đây là một điểm để cho các nhà tu, các bậc thầy ban chiều ra học mát. Đó, và đây là một tảng đá nó bắc qua hồ sen. Rồi cả tảng đá rất to, nó đi qua giữa hồ sen là một cái đồi, cả đồi để cho cả sư thầy buổi chiều ra đây luyện thể dục cũng như là luyện khấn khí đấy. Đó, vậy là những con cá nó chạy nhúc nhắc chăng nha mọi người, không cần ở đây rất hữu tình. Mình đi quanh hồ một đang mình thấy rất đẹp đây, cá cá đấy, những con cá nó thi nhau nó như đang vươn chào đón mình, thấy nổi lên vậy. Mùa này thì những chồi non mọc tua tủa, những bông đang thi nhau nở này kết hợp với những nụ đang mọc chồi dưới nước đấy, những con cá nó lấp nấp dưới lá sen rất đẹp. Ở đây là các thầy nó ra họ vào như những ngày rằm lễ, người ta thường hay ra ở đây phóng sinh, thả cá, thả các con vật ốc cá rất nhiều nha mọi người. Các sư thầy ở đây cho nó bảo vệ nó rất nhiều, buổi chiều thường mình hay ra đây. Đó, quan hồ là những mạng cái cảnh là như bông giấy hay là những cây lục vừng hay những cây bồ đề là sẽ được trồng bao quanh hồ để tạo nên một khung cảnh rất hữu tình. Đó, đó xung quanh hồ đây, đó, đây là được các sư thầy là trồng và chăm sóc các cái kiểng đây, đó màu hoa rất sặc sỡ của cây hoa giấy. Đó, đây kết hợp với là núi đấy, đấy đấy núi to. Đây là cảnh một kho núi rất to nha mọi người, à, núi to sát chùa Quan Âm.
của thành phố. Đây còn dưới là những mảnh núi nhỏ, cạnh một cái hồ sen này là một hòn núi nhỏ, rất nhiều đá được chen chúc và tạo nên những hang động giống như là những mảng động nó bộ bonsai mini thu nhỏ của những nơi du lịch. Mọi người nếu lời một lần đặt chân đến Đà Nẵng thì hãy ghé qua xem phong cảnh Hữu Tân ở đây, rất đẹp. Chùa ở đây rất rộng, chùa cổ ở đây rất rộng, nó đã được xây dựng rất lâu rồi, hiện giờ đang còn các mạng được gấp rút bàn giao. Xung quanh xem đấy, mình đi quanh hồ một hồi mình thấy ở đây cá, nhất là cá, cả trâu với cả trế nhiều lắm nha mọi người. Xung quanh hồ đây là những xung quanh đó là những sóng nước, còn quanh đó là những cần câu, vậy là những sóng nước bao quanh cái hồ này luôn. Thu nhỏ lại còn đó có cảnh quan xung quanh nha, núi non nước chùa. Đây là một khung cảnh kết hợp rất hài hòa giữa thiên nhiên và giữa lăng mộ chùa. Rồi. Còn tiếp theo đây là một cảnh đồng hoa sen ở quê mình vào mùa sen. Như quý vị cả bạn biết là mình là ở vùng quê, cho nên ở quê mình đó là cái nghề trồng sen rất là phát triển. Đấy, đó, một hoa sen rất thơm. Mọi người ở đây người ta trồng rất nhiều đấy, người ta vì lưới xung quanh bốn còn lại để tránh những người ta bên ngoài về để vào để hái và hạ trùng hoa sen cũng như là bắt cá đấy. Đó đây là một bông hoa sen rất là đẹp, đây, những mảng lá sen rất là xanh mướt. Đó, như một câu nói trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bóng trắng là trái nhì vàng, nhì vàng bóng trắng là xanh gần buồn mà chạm hối tanh mùi buồn. Đó là sen, một cách sống thánh cao, nó được vì để làm cho những tấm gương con người chúng ta rất nổi. Những bông sen nó rất đi vào lòng người, kết hợp cho con người chúng ta như một quay về một cái sống, cách sống lương thiện. Đấy, dù sen nằm ở trong đầm trong bùn nhưng mình nó vẫn tỏa ngào ngạt hương thơm. Đây, xung quanh cánh đồng của mình nó có những mảnh lưới họ bao vây để tránh cho bảo vệ cho cánh đồng sen. Đây, cánh đồng sen rất rộng nha mọi người, xanh ri vào buổi chiều đó, rất tuyệt vời. Đấy, đây cảnh hoa ngào ngạt, một view về bông hoa sen. Đấy, mình ở dưới này thì người ta kết hợp với là thả cá, nuôi cá rất nhiều, cá đi giống như cá trâu, cá trế, cá hẹn. Mà hồi năm nay người ta chích điện thì cũng giảm được rồi. Ở hồi xưa cá rất nhiều nha mọi người, xưa là tập bao hồ sen ở nơi quê mình đó. Thường cá giết, cá trâu, cá tầm cỏ hay là cá me rồi nhiều lắm, nhưng mà giờ thì ít rồi, giờ thì không còn bao nhiêu sẵn ạ. Đây là mình quay cảnh buổi chiều hoàng hôn nha mọi người, cho nên nó không được sẵn sôi động lắm đấy, như ban ngày được. Đấy, còn những mạng tối nên không rõ được, và lại cả này mình quay còn hơi bị cùi bắp, mình mong mọi người thông cảm nha. Đó, mình sẽ cố gắng quay có thể. Đây đó, mọi người thấy chưa, một cảnh rất đẹp, những búp sen đang trôi nhau đua lên nở hoa. Đó,
Sáng nay thì ở quê mình thì vào ra hoa thì tầm bộ tháng 4, tháng 5 và đến cuối tháng 7, tháng 8 thì nó sẽ đi vào cuối mùa. Nhưng vào mùa nở rộ tầm tháng 5, tháng 6 là bắt đầu sang nở rộ. Đấy, hoa sen ngào ngạt lắm. Mỗi khi mình mà ra cánh đồng hoa sen của mình thì cảm nhận ở đây như là một không khí ở đây là như hòa quyện vào tất cả là sen cả. Ngửi cái mùi hoa sen rồi cái mùi lá rồi mùi nước nó ra đây mình cảm thấy rất thoải mái và giải tỏa được rất nhiều stress trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi khi có áp lực hay là những gì mình bức bối thì mình hãy chạy ra ghé cánh đồng này, mình ngồi cái cầu và thưởng thức cái hương vị ngọt ngào của cánh đồng sen của mình mang lại nha mọi người. Đấy, như mọi người thấy đó, đấy cánh mình quay một hoa sen rất đẹp nha mọi người. Đó, rất thơm, cảm giác tuyệt vời lắm nha mọi người. Khi mà mình trực tiếp đi xuống xem những bông sen và được trực tiếp đi quay clip quanh cánh đồng sen như thế này. Đó, xung quanh những cánh đồng sen này là người ta sẽ làm những cái lều trại nhỏ. Đó, cái lều này dùng để ra để bảo giữ giữ bao sen, bảo vệ bao sen, giống như là ban đêm họ ra ở đây là họ ngủ lại, ngủ trên cái chòi này để mà xem những có ai họ vào họ hái sen hay là bắt cá trộm hay không. Đó, đấy. Quê mình cũng nhiều lắm, nhiều khi mất cũng nhiều, nhưng người ta phải làm cái chòi nhỏ nhỏ này. Nhưng mà cái chòi này vào mùa hè là mình ra ở đây, đặc biệt là giống như mình giải trí chỉ là mua bia mua đồ ra đây ngồi nhậu rất là tuyệt vời nha mọi người. Đó, mát lắm, ngồi trên này mà nhậu thì hết sạch nói luôn, mua cái bia thì chắc chắn là sẽ hết liếng. Đó. Đấy, mọi người xem qua cả liều đấy, cả liều đó. Đó, ngồi ngồi cuối này mình sẽ nhìn thoáng hơn, nhìn rõ hơn cảnh đồng, nhìn khung cảnh ở đây rất tuyệt. Nếu như được đi du lịch hay là ghé qua Vân Thanh thì mọi người hãy nhớ đặt chân đến cảnh đồng sen của Vân Thanh, nó rất là tuyệt vời. Đây là một điểm du lịch lịch trường cho những ai một lần đặt chân đến đây. Đó, đấy, cảnh hoa sen ngào ngạt tỏa ngát hương thơm. Mùa hè này thì tầm tháng 2 tháng nữa là sen tàn thì người ta sẽ hái sen, những cướng sen bắt đầu ghi hạt nó chín chín đen thì người ta sẽ thu hoạch. Đấy, những bông hoa sen như thế này nào nó sẽ đã búp búp xong rồi nó kết thành cương cương rồi nó sẽ đổ hạt lại, hạt sen mà đến khi thu hoạch là nó đầy, nó đen và cứng là người ta sẽ đi thu hoạch một loạt để bán và tiếp tục để mùa sau nha mọi người. Đấy, đó những lá sen rất to. Đấy, ở quê mình thì người ta có thể hái lá sen với bút sen này vào nấu nước để uống với phơi khô. Thường mùa hè khi mà vào với vụ thì người ta thường đi hái những ngọt sen hay là những lá sen hay là những cương sen vào phơi khô để uống rất tốt, mát gan giải nhiệt nha mọi người. Đấy, cái sen này có rất nhiều công dụng. Thứ nhất, ngọ sen nó được làm gọi rất ngọt. Củ sen của nó thì vào mùa thu hoạch người ta thường đào để bán rồi rất cũng được kiếm cũng được nhiều tiền nha mọi người. Củ sen nó ăn cũng bùi 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 thơm thơm. Nhất là khi mình nấu chín ăn dẻo, hương vị dẻo bùi thơm rất ngon. Đấy, mùa này thì nước thì cũng sắp cạn rồi nên cũng chuẩn bị tới tháng 2 tháng nữa là người ta thu hoạch thì khi mà thu hoạch thì họ sẽ bắt đầu thu hoạch cương hạt sen.
rồi đem vào phơi khô, rồi sau đó là dùng tiếp cho năm sau và để nấu chè hay là đem đi bán. Vì mình cũng phát triển gì ở đây, người ta làm kinh tế kiểu là trồng sen và nuôi cá. Ở trong giờ hơn trước rồi, trước thì trồng lúa, nhưng giờ họ chuyển đổi cơ cấu cái trồng là chuyển sang trồng sen nha mọi người. Vậy giờ họ lại giống như búp sen thì thường vào những ngày rằm người ta hái đi bán, mang về được kiếm về được nhiều tiền nha mọi người. Rồi đến lá sen người ta cũng thể hái vào bán, nhưng mọi người thường là gọi lá gọi bánh hay là nấu phơi khô để uống. Lá sen nhiều công dụng, hay là dùng để bỏ đồ gọi những đồ nóng tận khỏi vì ở nhiều môi trường như thấy rác thải đó. Thì rất đẹp, chiều ra ngoài đây gió lồng lồng nha mọi người, tuyệt vời lắm. Nhưng có tiếng sáo ngoài này mà thôi thì mình chắc nằm đây nằm ngủ để mãi vô lắm, cảm giác nó tuyệt vời, gió bớt lắm, rất là sảng quá, rất là tuyệt vời. Đây mỗi lần mình về quê là phải chạy ra cánh đồng này, đi quanh nó vài vòng khám phá ở đây. Mình vừa đi vừa xem hoa, rồi trao đổi về những chủ trại sen này, mình nói chuyện rồi cũng là thưởng thức xin ngủ trái, rồi giao tiếp với họ để học hỏi thì quy trình trong sen là thì cách làm kinh tế của người ta như thế nào ở đây. Những năm trở lại đấy thì cánh đồng sen ở quê mình phát triển rầm rộ lắm. Hồi xưa trồng lúa, giờ chuyển đổi quy mô về trồng sen làm kinh tế thì giờ người ta cũng thu hoạch được khá, đi lên từ trồng sen rất nhiều. Các hộ dân giờ cũng khá giả hơn trước. Đây, mọi người thấy cánh đồng sen rộng bao la, rất tuyệt vời. Đây, cánh chiều tối đó mình quay giờ còn tầm 5-6 giờ nha mọi người. Nhưng nó tối tít. Xung quanh đây là xung quanh cánh đồng đó là những cái cối. Vậy là qua cánh đồng này là sẽ có một bãi cát là đồn, ở đây quê mình gọi là đồn, rất rộng. Cảnh ở đây giống như ngoài biển mình á, vào mùa du lịch người ta thường đi ra cảnh đồng sen này thì rất tuyệt vời. Thôi để